Thì cầm bánh vào đây. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện giờ thì Ước đang đi vào trong nhà anh Báo. Hôm nay là vào nhà anh Báo là báo cho anh Báo một tin rất là vui. Sợ anh Báo sốc lắm. Sợ anh Báo nhận được tin này á là. Xin chào nhá. Em chào anh. Đang làm gì đây anh? Sáng nay em gọi điện cho anh không được, gọi toàn thuê bao thôi. Đâu, thật đây em xem nào. Xây cái gì đây? Xây nhà vệ sinh à? Đâu em xem nào. Hay giờ anh chị khác tự xây nhà vệ sinh à? Thợ chính đấy. Anh Báo, ra đây nào giúp chị xây nào. Đấy, chị Vàng khác xây nhà vệ sinh nha các bác ơi. Anh Báo thì chắc là phụ rồi. Anh Báo ơi, ra đây. Được đấy nha. Chị Vàng biết xây đấy. Thế đào hố ở dưới à? Đào sâu không anh? Phải đào sâu vào nhá. Nhưng mà làm này không ổn đâu anh Báo ạ. Mà người ta làm nhà vệ sinh, người ta làm dưới nhà, ai thì lại đi làm trên nhà bao giờ? Thôi, bảo chị không phải làm đâu anh ơi. Làm thì làm ở dưới nhà này thôi, ai đi làm ở nhà vệ sinh ở trên nhà đâu. Đi lên đây em bảo. Lên đây. Em bảo này, bảo chị là nếu mà làm thì làm ở bên dưới kia thôi, gần cây chuối kia kìa. Đây. Cái năng gần đường của họ quá. Làm gì gần đây này. Chỗ cây xoài này này. Chả hợp lý đâu nè, cách đường ở 5-6 mét kìa bà. Gần đây cũng được. Anh Báo. Hả? Em bảo này thôi, được làm rồi thì xây ở bên dưới kia đi. Nhá. Được phá đi rồi thì thôi. Vừa xây mấy hàng gạch này không tiếc đâu, tí lại cậy ra là được. Em bảo này ra đây làm ở đây này. Ra đây. Ai lại đi làm nhà vệ sinh, chẳng qua lần trước anh làm thì được làm ở đấy rồi thì thôi thôi. Trước là anh Báo anh lấy cái tấm bạt chè rồi các bạn. Làm đào hố cẩn thận vào. Làm đúng vào chứ, làm kiểu này không được đâu. Này này, làm ở khu dưới này này. Đây. Có gần nhà đâu. Hoặc là đấy, đi làm ở đằng sau chuồng, gần chuồng trâu kia kìa. Tốt nhất làm đây cho em ạ. Xây lên đào hố cẩn thận vào nhá. Đấy, tùy anh làm thôi, bây giờ không để làm được cái nhà vệ sinh nó đàng hoàng đâu. Làm mà có bể phốt thì phải mất hơn chục triệu cơ mới đủ tiền làm. Đấy, làm ở đằng sau chuồng trâu kìa, đúng không? Chỗ cây ớt đấy. Xa nhà vào. Không ảnh hưởng đến ai, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đấy, làm cho đấy cho em nhá. Thế hết xi măng rồi. Hết xi rồi. Đấy, anh Báo lại xây thêm ra gian này để cho rộng ấy, để đồ đạc ở đây. Làm bếp ở đây à? Thế trong kia là anh để không để gì nữa à? Trong kia nó à, trong kia là để ngô. Đấy, chăn màn này ngủ gấp gọn vào anh.
Anh Báo, dạ. Bảo chăn màn này đi gấp gọn vào đây. Đây em có ít bánh kẹo cho con anh này. Bánh ngon đấy. Bánh của một cô gửi ước cái bản ước phát dần cho các cháu. Đấy. Mấy hôm nữa con đi học về lấy cho con nhá. Thế cái này là anh các tự xây à? Thế ấy chưa? Có xà chưa? Có xà này chưa? Ngói kia liệu có đủ đủ làm không? Cần chờ bác về thôi. Chặt được lao về đến bên xoáy kia. Chặt lao về đây rồi gì? Thế với anh chị làm nhanh đi để xong trước Tết. Nhưng mà anh xây tường nghiêng quá. Sợ đủ ấy. Hay cong. Vừa cong vừa nghiêng. Này bên xây dựng mà về nhìn thấy thì thôi rồi đây. Đây lồi này. Cong quá anh Báo ạ. Cong quá. Xây nó không thẳng sợ nó đủ ấy. Anh đừng ngắm nha, đúng không? Đúng cong không? Xong rồi đi cắt tóc được rồi, để ăn Tết thôi, tóc bù xù như người rừng này. Còn làm đây này, còn mặc áo thì giống đại gia nhưng mà nhìn tóc thì như cái bang ấy. Bọ hóng bọ hiếc bám hết ở đầu rồi. Đấy, không mọc tới cái của anh đó. Cái gì? Vào cái gương xe máy á? Em đi rồi với Thái ở dãy kia. Của em á? Không phải đâu. Em làm gì có gương này? Gương của em gương to mà. Nó để cái cắt đi. Cắt đi sau này dùng lắp vào xe của anh ấy. Thế là chắc là của họ làm rơi thôi. Anh tưởng của em à? Thế là cất cho em à? Đến bây giờ là chưa ăn cơm sáng. Rồi chưa ăn sáng á? Thế sáng ra là hai vợ chồng đi ra xây nhà vệ sinh. Gạch còn đủ không anh? Chắc là còn thiếu một tí. Mai em bảo đi đào ấy làm cẩn thận vào nhá, nhà vệ sinh nhá. Vâng. Chỗ đấy thì tí anh đi cậy ra đi, có mấy viên đấy. Mấy viên gạch cậy ra không tí nó cứng là không lấy ra được đâu. Thế vườn rau lần trước em đưa tiền cho đi mua giống về làm chưa anh? Mua giống về rồi. Mua về chưa? Mua về rồi. Đấy em bảo gieo hết ở đây mà. Đào cuốc đâu? Ừ, mua về là cái cốt bạc cái về cốt cho xe nó lên phanh cái vào nó chứ. Cuốc sới lên. Dọn hết cỏ cây này đi. Làm trước Tết đi. Vâng. Dê chưa thả anh Báo? Đây này anh Báo ơi, ra đây em bảo này làm chỗ này này. Đây làm chỗ này hợp lý nhất này. Đây nhá, đấy. Sau này đi đường này luôn. Đắp một cái đường đi từ chuồng trâu ra. Đấy làm đúng chỗ này cho em. Hoặc làm ra ngoài này cũng được. Đấy. Vẫn đất của anh phải không? Đấy làm ở đấy có ảnh hưởng gì đâu, cách xa nhà người ta mà. Xa hẳn mấy chục mét mà. Có phải làm sát nhà họ đâu. Nhớ nhá. Không làm ở trước cửa nhà kia nữa đâu nhá. Phong thủy không đẹp đâu, với lại mất vệ sinh lắm. Mưa gió nó trôi xuống hết ránh nhà của anh ấy. Chuẩn bị thả dê nha anh Báo ơi. Chuẩn bị thả dê chưa?
Ờ, thả nó đi ăn cỏ đi. Nó đói rồi, nó thả nó xanh luôn loanh quanh ở đây. Ở đây bây giờ có cái gì đâu. Thả bên trên này này, đồi này này. Thả luôn cả trâu à? Thế à? Dê nó đi theo trâu á? Cho nó uống nước á. Để nó khát nước ấy. Đấy, phải chịu khó như thế này thì các cô các bác mới quan tâm. Nhớ là không được uống rượu nhá. Có đám cưới này gì vui thì mới uống thôi. Hai con dê sắp đẻ rồi. Nhiều bác nuôi dê biết rồi, nó có cái gân ở đang chéo qua bụng này, này. Chỗ phình phình ra nó có cái đoạn chéo chéo này là dê đang chửa. Anh đi buộc à, đuổi nó lên tận trên kìa. Đuổi nó lên trên kìa. Xong anh lại quay xuống đây nhá. Đi, đi ăn cỏ nhanh. Đấy, đeo chuông vào. Sợ lạc. Hai bầu vú to đùng rồi nhờ. Căng đét rồi. Anh Báo là đuổi trâu với dê lên tận trên kia các bạn, trên đỉnh đồi. Anh Báo, hả? Tối dê với trâu nó khác từ về không? Có biết về không? Có chứ. Tối nó khác về à? Ừ. Trên kia vẫn là của đất của anh hết à? Ừ. Anh đến cây gạo trên cái... Cây gạo trên đỉnh kia à? Ừ. À, khu này hết đúng không? Ừ. Từ cái cây có củ xá này sang bên cái cây gạo kia. À. Chỗ bên trên kia anh trồng sắn à? Trên kia nó của đứa em này. Thế sợ trâu và sắn không? Sắn kia của anh gì? Chú cây gạo ấy. Ừ. Trên kia nó để đứa em về này. À. Bây giờ em bảo này. Hôm nay em vào đây là thế này. Ừ. Là có cô Dung đấy, cô mà cô Dung ở Úc ấy. Ừ. Lần trước là cô có giúp anh mua giường, mua tủ, mua bàn ghế ấy nhá. Ừ. Là cô có gửi cho em là 5 triệu. Để cho gia đình anh ăn Tết. Vâng. Đấy. Nhưng mà từ giờ anh không được uống rượu nữa. Hai vợ chồng phải cố gắng. Vâng. Không phải là cấm hẳn. Nhưng mà ví dụ như kiểu đám cưới, đám xin thì uống. Còn bình thường thì không đi uống rượu nữa. Vâng. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy. Mà tí nữa cả đi bắt cài về. Mai nó lật cái kia. Ờ, mai anh chị lập cái mái hiên kia đi nhá. Vâng. Xong là làm nhà vệ sinh em bảo đi. Vâng. Đấy, cố gắng lên. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Em vào mà còn thấy say rượu nữa là ừ. Em không vào bao giờ nữa đâu. Vâng.
như lần trước em bảo rồi đấy. Ừ. Anh không say rượu thì lâu lâu em còn vào xem. Vâng. Hai vợ chồng anh chăn nuôi thế nào, trồng rau trồng cỏ thế này thế kia nhá. Vâng. Hôm nay em vào thấy hai vợ chồng anh như thế là cũng được rồi. Được. Nhưng mà xây cái nhà vệ sinh là không hợp lý thì em bảo chuyển xuống dưới này đi nhá. Vâng. Nó thành một khu đi. Vâng. Không nó mất vệ sinh môi trường. Ảnh hưởng đến gia đình mình, nó trôi xuống hết ra theo rãnh kìa. Em nhìn ngã là ra ngay. Mưa to nó xuống hết. Đấy, cô Dung gửi cho 5 triệu cho gia đình anh ăn Tết. Tuấn Anh đếm cho anh từng tờ một, từng triệu một đấy. Đấy. Qua đây thì ước cũng xin cảm ơn cô Dung ở Úc rất là nhiều đã quan tâm đến hai vợ chồng anh Báo. Anh Báo thì chậm chạp, chị thì nhanh nhưng mà lại không biết tiếng phổ thông. Nhưng mà hai vợ chồng là rất là thật thà các bạn. Nhớ lời em nói nhá. Hứa chưa? Hứa đi. Còn uống ít đây. Không, đám cưới đám xin thì mới uống. Còn bình thường thì không được đi uống rượu la cà. Chắc chắn nhá. Rồi. Đấy, em quay ở đây đấy. Bao nhiêu người xem đấy. Các bác, các cô xem đấy. Đâu, đếm từng cho anh Báo từng tờ một kia mà. Anh Báo có biết đếm tiền đâu. Đấy, từng này. Triệu một. Một triệu này. Một triệu 500 này. Hai triệu này. Hai triệu 500. Ba triệu. Ba triệu 500. 4 triệu này. 4 triệu 1. 4 triệu 2. 4 triệu 3. 4 triệu 4. 4 triệu 5. 4 triệu 6. 4 triệu 7. 4 triệu 8. 4 triệu 9. 5 triệu. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ 50 triệu chưa? Đủ rồi. Cho chị đếm xem nào. Cho chị đếm lại xem nào. Chị chưa. Chị chọ, cọ, sọ, mọ, y. Thấy không? Y bọ. Y chọ. Anh dịch cho chị bảo là đấy là của cô Dung ở Úc. Gửi tiền cho ra hai vợ chồng mình ăn Tết cùng các con. Đi sắm đồ Tết. Bảo với chị là như thế. Chị mới hiểu được. Chị không nghe được tiếng phổ thông. Dây mất đấy. Tiêu thế nào? Tiêu đừng vẫn còn để có cái nịt nhá. Anh Báo nhá. Bảo anh bảo với chị đi, bảo là cô Dung ở bên Úc gửi tiền cho hai vợ chồng ăn Tết. Cô Dung thôi chị ạ. Cô Dung là cũng gửi cho con trai của ước là 2 triệu. Đấy, qua đây thì ước cũng xin cảm ơn cô Dung ở Úc. Đấy, nhớ nhá. Mai là anh làm nốt hoàn thiện cái kia đi. Xong là mấy hôm nữa em lại lên. Lên kiểm tra xem nào. Trồng rau đi nhá. Làm xong cái mái hiên kia là trồng rau được rồi. Không, mấy hôm nữa lại không kịp đâu. Cái tiền này là anh cất hay là chị cất? Em bảo thế anh Báo biết biết đếm tiền không? Báo hỏi thật anh. Biết không? Đến được 1 triệu, 2 triệu. À đếm được đến 1, 2 triệu rồi à? Còn vượt quá là không không được nữa à? Là hết lực rồi à? Thế em hỏi thật anh nhá. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay? Vâng. 38 rồi. 38 tuổi vậy ạ. Anh thấy ai tặng quà số với số tiền lớn này cho anh bao giờ không? Chưa. Chưa bao giờ phải không? Chưa có được. Thế ai cho quà anh nhiều nhất là khoảng bao tiền? Cũng không có ai cho đâu mà. Không ai cho luôn à? Đấy, thế là cô Dung cô rất là
tốt với gia đình anh. Vâng. Đấy, cô rất là quý hai vợ chồng anh. Nên là phải cố gắng lên. Vâng. Đấy, bây giờ anh cảm ơn cô Dung đi. Cảm ơn cô Dung nhá. Cô Dung ở bên Úc. Cô Dung lại tin về cha tên là cảm ơn nhá. Rồi. Còn có các mạnh thường quân khác nữa giúp anh đấy nhá. Làm nhà này này. Vâng. Đấy. Cũng cảm ơn các cô, các bác, các mạnh thường quân. Vâng. Cảm ơn các bác, các cô hết nhá. Rồi. Ok, em bảo chị cất tiền đi. Đấy, có vui không anh? Có. Rồi, bây giờ đi vào nhà đi, bảo chị cất đi. Cất cẩn thận nhá. Tiêu cái gì cho nó hợp lý nhá, anh báo nhá. Mua đồ cho con, mua quần áo, đồ Tết cho gia đình cho con nhá. Để lại một phần để con nó đi học. Qua đây thì Ước cũng xin cảm ơn cô Chi ở bên Mỹ là cũng đã gửi cho Ước là 200 đô gửi cho con trai của Ước. Ước cảm ơn rất là nhiều những các cô các bác đã quan tâm. Đầu xuân năm mới thì Ước cũng xin được chúc tất cả các cô các bác, các anh các chị, các mạnh thường quân một cái Tết năm mới an khang thịnh vượng. Sao lại có hai quả đu đủ ở đây này? Anh lấy về ăn à? Ê, cất gọn vào đâu đi? Để ngay dưới nhà này. Đấy, bảo chị đi pha nước chè mà. Rửa ấm chén đi. Bàn này đâu bẩn anh phải lau nhá. Bàn ghế bẩn thì phải lau quét dọn sạch đấy. Không được để bẩn này đâu. Không phải lúc nào em vào thì mới dọn đâu nhá. Lúc nào anh cũng ở nhà anh chị cũng phải dọn nhá. Đấy, bẩn thì phải dọn ngay. Quét dọn cho sạch sẽ vào. Có nước nóng chưa anh? Đấy, ấm chén thì lúc nào cũng phải rửa sạch, úp vào. Có khách cái là mình rót luôn. Em thấy anh cứ em lên thì anh mới đi rửa thôi. Mình phải rửa trước cái gì bẩn bát uống thế, rửa trước đi, úp khô đi. Dạo này có khách đến chơi nhà không? Không có. Nhà anh ấy? Không có đâu. Nhớ làm xong hiên này, xong làm ngày kia anh phải làm vườn rau cho em luôn nhá. Vâng. Cuốc lên hết, rồi vâng. Sạch cỏ đi nhá. Vâng. Ngày kia, ngày kia em lại vào. Ừ. Vào kiểm tra xem à. Vâng. Trồng hết xuống đằng sau này nhá. Vâng. Gieo đều vào. Ừ. Có rau để ăn chứ. Đất thì rộng mà không có rau để ăn thì nói làm gì nữa. Trồng rau có vẻ đắt đâu. 50.000 tiền giống anh ăn, vợ chồng anh ăn cả năm. Trồng su su này. Mùa này đang là trồng su su. Bắp cải này. Trồng được, trồng trên này này. Có là bà cái xuống này làm cho không hết mà. Yeah. Bà về phá hay là thế nào? Còn lợn đây. À, lợn về phá rau của anh ấy. Rau cứ phá. Không, trồng ngay gần nhà đây này. Rồi trồng cho nó. Mình lấy cái đi lấy cho nó thì cơ thờ lần lấy rồi mình hồng hết cái mỏ để ăn rau hết. Trồng ở đằng sau này thôi. Ừ. Cần gì trồng xa? Ừ. Nước. Vâng, anh uống nước đi. Hay là nước.
Nhớ nhá, ngày kia em vào ấy. Ngày mai, ngày kia em vào. Nào là phải thấy vườn rau ấy. Tưởng hôm nay con anh ở nhà chứ nhỉ? Sắp được nghỉ Tết chưa? Sắp được nghỉ. Chắc là hết tuần này nó nghỉ. Mà thứ bảy anh đi đi học nhà trường cái thỉnh toán cái tiền A cái tiền A gì? Tiền A cho con á? Trừ hết để mà hơn triệu mà trừ hết cần 50.000 về nhà. Họ hỗ trợ tiền ăn gì? Xong là cuối năm họ thanh toán tiền đấy rồi. Thế là trừ hết rồi à? Mình cho nộp tiền các khoản nữa thì trừ hết. còn được 50.000 về nhà thôi. Nó còn một số ngủ để trừ cái nó còn trừ hết nó còn bù lại 200-300 nữa. Còn bù lại 200-300. Thế anh lấy tiền đâu ra mà bù cho con? Cái anh kia nó để tính tốt xem nó để cả thêm 50.000 về nhà trừ hết cho cô. Nó cả không ngủ ở nhà chú đấy. Em biết mà, học nội chú thì phải trừ này trừ kia. Nó còn được học sinh xuất sắc mà nhỉ. Học sinh xuất sắc lần trước là được bao tiền? Lần trước được 500 mấy. Được hơn 500 à? Năm nay nó thì được hơn 1 triệu. Thế cũng được rồi. Năm nay được hơn 1 triệu cơ. Là cái tiền học sinh xuất sắc kia. Triệu nó cho nộp cái nào nó thì trừ hết. Đấy, nhiều bác không biết nha, nhưng mà con út của anh Báo này học rất là giỏi luôn. Ước cũng gặp mấy chị giáo viên rồi. Mấy anh quen mấy anh ở ngoài ngoài xã này anh bảo là con anh Báo học rất là giỏi. Cũng thấy ước vào quay chia sẻ nên là các anh ấy biết. Đấy, nó học giỏi thì cố gắng cho nó đi học. Lớn thì không được học sinh thì tiến rồi nhỉ? Còn lớn đấy. Được mà. Vẫn được à? Đấy thì cố gắng cho hai con đi học đàng hoàng vào. Để đương cái đi học hôm bác kia nó cho đi thỉnh tốt tiền đó. Thôi nha, bây giờ em đi về đây. Về. Nhớ là em dặn chưa? Nhớ rồi. Em chỉ sợ anh quên thôi. Nên là em mới phải nhắc đi nhắc lại nhiều. Nhớ rồi. Đấy, làm xong mái hiên kia xong là trồng rau. Vâng. Ngày kia em vào thì phải có vườn rau nhá. Vâng. Bây giờ hai vợ chồng ở nhà chăn dê, chăn trâu làm cái này thôi. Mùa này có phải đi đâu đâu. Mùa này không đi đâu. Nhớ là lấy cái tiền đấy đi sắm Tết nhá. Đồ gì cần thiết thì mua nha anh nhá. Cho con. Cho con, cho hai vợ chồng anh chị. Tí nữa ước cũng định lên chỗ nhà em Sồ nữa. Bởi vì có cô Thúy ở bên bên Mỹ là cũng có gửi cho ước là 5 triệu để muốn giúp nhà em Sồ làm hỗ trợ một phần nào đó để làm một cái nhà. Cô cũng đã hứa là sẽ gửi thêm cho ước để hỗ trợ em Sồ. Mà ước vừa gọi điện cho em Sồ là em Sồ đi làm thuê ở Hà Giang rồi. Vẫn chưa được nghỉ Tết các bạn. Vợ em Sồ thì đi làm, cũng đi làm xa rồi. Nên là hôm nay ước không lên đấy được. Thì để lần sau, lúc nào em Sồ được nghỉ Tết về thì ước sẽ lên để trao đổi với em Sồ. Nhà Sồ đấy, anh biết nhà Sồ không? Có. Nhà Sồ, nhà tranh ấy. Nhà trong game này. Nhà lập bằng lá danh ấy, nhà trên đỉnh ấy. Đấy, nhà Sồ nó cũng chịu khó đấy, hai vợ chồng trẻ. Anh kê năm năm ngoái để được một đứa con có trai đó rồi cả đi cảm ơn nhà bà ít cái hay có lợi về. Đúng rồi. Một sân đó thì đừng một năm cả chơi giả bà kia. Giả rồi. Giả một con bò đấy. Một con bò rồi. Bây giờ giả xong rồi. Bà ít kia đi cầm bà ít phát mùng bấy vừa dường kia trừ một phần vào nữa thì
À, vợ chồng này bắt được một ngày ra thì lấy do về để nhà bà ít kia đó thì về nhà không đi làm rồi. Số kia nó còn đi ấy đấy, đi chăn lợn ở ngoài Hà Giang, một mình nó chăn 2.000 con lợn. Anh đấy kinh khủng không? 2.000 con. Đấy, nó cũng chịu khó đi làm mà. Và là nhà bố mẹ cũng nghèo, nên lúc mà anh em ra tách ở riêng thì không có gì để chia cho nhau cả. Đúng rồi. Đấy. Nên là nhà mới phải lập bằng đá danh, bây giờ còn dột hết rồi. Bây giờ nhà anh thế này là quá tốt rồi. Nhà số anh nhìn thấy không? Nhà bé tí. Còn không có cái quạt để dùng cái máy khoan để làm quạt kìa. Thôi em đi về đây nhá. Về. À mà em hỏi tí. Lần trước anh còn lấy cái phải không? Còn nợ ngân hàng 25 triệu nữa à? 25 triệu. Đúng không? Đúng rồi. 25 triệu về làm cái nhà này. Thì bây giờ em bảo bây giờ đang có hai con dê này thì cố gắng nuôi tầm khoảng bây giờ mấy năm nữa mới trả tiền đấy. À, đã được còn 7 năm nữa. 7 năm nữa? À, còn 7 năm nữa mới phải trả 25 triệu. À. Thế một tháng là anh trả bao tiền lãi ngân hàng? Một tháng 65.000. Một tháng 65.000. Ừ. Đấy, hôm trước thì anh báo tâm sự với Ước thì Ước cũng biết. Thì cái đợt mà anh Báo sửa lại cái nhà này, trước nhà anh Báo cũng lập bằng lá danh rồi các bạn. Xong về sau là vay vốn ở bên nhà nước là vay được 25 triệu để sửa cái căn nhà này. Đấy, nhưng mà về sau thì nó cũng hỏng hết rồi. Vách nứa nó cũng bung bét ra hết rồi. Lúc Ước vào thì các bác xem cái video của Ước lần trước ấy. Đấy, ngan gà vịt còn làm ổ dưới gầm giường, đúng không anh? Còn để trứng ở đấy ấy. Xong là về sau được các mạnh thường quân, các cô các bác quan tâm giúp thì bây giờ anh Báo cũng làm được hoàn thiện cái ngôi nhà này. Nhưng mà hiện tại vẫn đang nợ ngân hàng 25 triệu. Đấy, nên là cái đấy mới là cái mục tiêu để hai vợ chồng anh phấn đấu nhá. Vâng. Nuôi dê rồi sau này nuôi 3 năm là có thể thừa khả năng để trả cái tiền ngân hàng. Ừ. Với lại con trâu của anh bây giờ cũng đang đẻ rồi. Đấy, nên là anh phải cố gắng. Vâng. 3 năm nữa là mình trả được à? Vâng, 3 năm nữa. Đấy. Bán khoảng 4 con dê là thừa luôn. Như hôm đấy Xính bán cho 2 con dê cho anh ấy cũng gần 7 triệu rồi. Mà Xính mới có 1 năm thôi nhá, hơn 1 năm thôi. Là nó Xính đã có một đàn dê như thế rồi đấy. Bây giờ lại tiếp tục đẻ rồi. Gà thằng đàn luôn. Thôi em về đây nhá. Thôi em xin phép nhé. Hôm nào em lên em ăn cơm sau. Vâng. Để cổng ăn cơm nhé. Vâng. Hôm nào lên em ăn cơm sau. Hôm nay em phải về đi ra chiều em còn có việc nữa nhá. Cố gắng nhá. Vâng. Cảm ơn em nhá. Rồi. Em nhá. Cảm ơn cô Dung. Cảm ơn cô Dung nữa nhá. Mù chê rồi. Mù chê. Mù chê. Sao xanh tí lầu. Đấy, nhớ là em nói nhá. Vâng. Đảm bảo đấy. Vâng. Em về đây. Vâng. Chào anh chị. Ô anh Báo ơi. Hả? Đây này, đống vứa này này. Xử lý luôn đi. Vâng. Không nó khô, với lại lấy cái gạch kia ra đi. Chuyển mấy con gạch kia ra công ty nó cứng là anh không cậy được đâu. Cậy ra nó vứa đấy. Nhớ làm bên kia cho em. Vâng. Khổ thân đi, anh chị cũng biết xây mà vẫn phải xây. Nhà vệ sinh thì thôi rồi. Nhìn đúng là ôi rồi ôi luôn nhờ anh nhờ. Đã? Nhà vệ sinh quay. Em không dám quay được. Quay được không? Em đừng quay nhà vệ sinh của anh nhé. Rồi em trêu rồi nhá. Đấy, chuyển hết gạch đi sang bên đấy. Đào hố làm cẩn thận vào. Đấy. Anh biết làm nơi gì? Đào hố sâu sâu vào. Gác cây lên rồi xây kín vào. Nhà vệ sinh của anh là... Em nói thật không không phải ấy nhưng mà... Nhà vệ sinh anh từ như kiểu là từ năm tám mấy rồi nhờ. Phải bao cấp.
Ôi, chào nhá. Vâng. Nhớ nhá. Cậy hết gạch đi nhá. Vâng. Chuyển xuống dưới đi đây này. Nước chảy vào hết nhà này, từ nhà vệ sinh chảy xuống đây này. Mưa nó mới xuống nhiều đây, cát vẫn còn nhiều mà. Thôi chắc giờ ước đi về thôi các bạn. Hôm nay lên là trao quà của cô Dung cho anh Báo. Hai vợ chồng anh Báo rất là vui. Nay vào thấy hai vợ chồng đang xây cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chắc khoảng được 1 mét vuông không nhỉ Tuấn Anh? Khoảng đấy thôi nhỉ. Ước định lên nhà em Sồ nữa, nhưng mà em Sồ lại không ở nhà rồi. Hai vợ chồng rồi. Vừa gọi điện xong. Quay xe đi. Đấy, đường lên nhà em Sồ lên đường này nhé các bạn nhé. Lên gần nhà trưởng thôn Trư. Ôi, xin chào các bác nhé. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Hôm nay trời khô không mưa các bạn, còn đi được. Nếu mà trời mưa thì toàn để xe ở dưới bên dưới kia thôi, đi bộ lên thôi. Đường này đất đỏ rất là lầy. Dê kìa. Thì thấy chưa? Dê này. Dê đấy, dê lai ấy, dê to. Đẹp dê này. Dê lai ấy. Dê đấy 50-60 cân một con ấy. Còn được ấy. Con này mà lai với dê anh Báo thì thôi rồi. Là vấn đề luôn ấy. Đấy con đực này. Nó vừa đẻ đây. Con nghé luôn. Bà con bây giờ trên này đang phát nương, chuẩn bị trồng vụ ngô mới rồi. Trơn nhá. Bạn nhìn thấy đường sợ luôn. Rất là gian nan. Lúc lên thì ước phải đi bộ. Em Tuấn Anh em khắc lên.